Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Vào tối ngày hôm qua giờ Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ có thêm một đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần 3 cho tháng 1 năm 2021. Thư hẹn phỏng vấn này được phát thông qua trung tâm Visa NVC. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết lịch phát thư hẹn phỏng vấn lần 3 này của lãnh sự quán Mỹ. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Thông thường, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn trong vòng 1 tháng. Thường là sẽ rơi vào các ngày trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng đó, là từ ngày 9 cho đến ngày 22 hàng tháng. Cũng có một số tháng có thêm một đợt phát thư hẹn lần thứ 3 nhưng mà rất hạn chế. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm Visa NVC trước đó. Cách để cô chú và các anh chị đăng ký email thì Điệp cũng đã có chia sẻ trên video clip trước. Cô chú và các anh chị có thể xem lại video clip đó. Vào tháng 1 này, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Đợt đầu tiên là vào ngày 5 tháng 1. Phát sớm hơn do tháng 12 là dịp nghỉ lễ nên chỉ phát được một đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Phát lần thứ 2 của tháng 1 là ngày 18 tháng 1 và lần thứ 3 này là vào ngày 25 tháng 1, ngày hôm qua. Theo thông tin cập nhật đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần 3 này của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, cho các hồ sơ diện IR1, IR2, CR1 và CR2, là diện vợ chồng và các con nhỏ của công dân Mỹ. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước với trung tâm Visa NVC, là một số hồ sơ hoàn thành vào tháng 10 năm 2020 và đến các hồ sơ có ngày hoàn thành vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Ngày phỏng vấn của các hồ sơ này là trong tháng 2 năm 2021, rơi vào các ngày như là ngày 5 và ngày 8 tháng 2. Vì vậy, nếu như cô chú và các anh chị có ngày hoàn thành 6 bước trong khoảng thời gian này thì chúng ta kiểm tra hộp thư email hoặc là liên hệ hỏi luật sư hoặc là chỗ dịch vụ mà chúng ta làm hồ sơ. Cô chú và các anh chị có hồ sơ thuộc diện F như là F1, F2A, F2B, F3, F4 và IR5 do vẫn còn hiệu lực của sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống đến 31 tháng 3 nên chúng ta sẽ không có thư hẹn phỏng vấn đợt này. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý là thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày trung tâm Visa NVC xác nhận hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước. Do đó khi làm hồ sơ 6 bước với trung tâm Visa NVC thì cô chú và các anh chị cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước của chúng ta không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước với NVC thì cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết mình cần đem theo khi đi phỏng vấn. Bởi vì có một số trường hợp là lãnh sự quán gửi thư hẹn phỏng vấn rất là gấp gáp, chúng ta không có thời gian nhiều để chuẩn bị. Và điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn, thứ nhất là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Điều kiện này không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Điều kiện thứ hai là hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước với trung tâm Visa NVC, có nghĩa là hồ sơ của chúng ta có email hoặc là tin nhắn của trung tâm visa xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Một số hồ sơ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn đợt này. Hai hồ sơ này là diện F2A. Sau khi người bảo lãnh có quốc tịch thì đã xin với trung tâm visa NVC chuyển diện để không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống. Và sau đó đã được trung tâm visa chuyển diện cho hồ sơ. Ngày phỏng vấn của hai hồ sơ này sẽ là vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Và hai hồ sơ này thì có ngày hoàn thành và hồ sơ vào ngày 15 tháng 1. Và đều có ngày phỏng vấn là ngày 8 tháng 2 năm 2021. Sau khi nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta có 3 việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là đăng ký online địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán. Thứ hai là đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và thứ ba là chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn.
cách đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì Điệp cũng đã có chia sẻ trên video clip này. Cô chú và các anh chị có thể xem lại video clip. Và cách để chúng ta đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa thì cũng đã có đăng trên video clip này. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo. Và quy trình khi chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa là video clip này, cô chú và các anh chị có thể xem qua để chúng ta chuẩn bị trước. Và để sắp xếp hồ sơ khi đi phỏng vấn thì chúng ta có thể xem qua video clip này và chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa, đặc biệt đối với các diện vợ chồng và đính hôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người.